Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là hôm nay em về thêm được một ít hàng nữa, gồm là có một đôi JBN GRX 118 made in Mexico, một cục rao con này thu hồi của bác khách ở Bắc Ninh. Bác lại quay lại Yamaha P2007 và bác lấy thêm con súp 30 của Tumbo Sao và 4 chiếc Mister. Cái này thì giá rất rẻ nhá, Mister này giá rất rẻ. Tuy nhiên thì báo cáo các bác là hàng về thế thôi, còn review chi tiết thì sẽ trong từng video một. Ví dụ Mister thì em sẽ báo trong video này, đấy, video sau này. Và súp 118 Bazen Mexico thì em sẽ báo trong video sau nữa. Đấy, còn Crown này thì thôi không kể rồi, Crown này giới thiệu rồi đúng không ạ? Crown này hiện tại đang bán với mức giá là 7.500.000 đồng một chiếc nhá, bao ship tặng dây giác phụ kiện đầy đủ cho các bác. Con này đánh JB hết ý luôn. Đấy, con này có công suất ở 8 ohm là 475W hoặc 450W và 8 ohm 4 ohm là 800W trên một kênh. Ví dụ các bác chơi một con Crown XT 2000 này dồn hai kênh là 1, đánh tại 4 ohm thì nó vào là 2000W ở 4 ohm. 2000W ở 4 ohm. Ví dụ các bác dồn hết cỡ con đẩy này, đánh một chiếc JB này thì không còn gì để mà kêu nữa, hay tuyệt vời luôn. Đấy, có sẵn các chế độ preset, các bác chỉ cần cắm vào sau vang số thôi, lấy cái đường xúc ra hoặc lấy đường mát in được, cắm vào xong đặt trên con đại này nó có luôn các phần mềm đó, đánh hay tuyệt vời luôn. Ok không ạ? Thì bây giờ em sẽ unbox các sản phẩm này nhá. Đầu tiên là mixer thì em về được là 3 chiếc mixer của Yamaha, 1 chiếc mixer của NAX đó, về cắt bao này. À, cắt đai này, quyền cắt bao. Hãy học hỏi anh em đòi cắt bao ấy. Thì em nói thật các bác là hàng về sau thì em quay vậy nhá. Ví dụ như là xúc xiếc này mà nó bị như nào này em báo cáo luôn, chứ em không có nấp nhiếm đâu. Bán hàng nó thật, còn các bác yên tâm. Chứ mà bán hàng bù não thì các bác ghét lắm. Đấy. Đây thì em về được là 4 chiếc mixer nhá. Mixer này giá rất tốt thôi. Các bác nào đấu giá thì liên hệ trực tiếp nhá. Có giá ôm nô nhá, có 4 chiếc ôm nô. Đấy, thì tình trạng thì tí em sẽ báo qua. Đấy. Xốp chống vỡ đây. Con này là đến từ thương hiệu NAX, NAX. Đấy, con này xịn cực kỳ luôn. Model của nó là NAX Sonic Sonotune gì đây. NM1202FX. Con này có luôn cả effect nhá, delay này, hai drum, gate, rồi các chiều kiểu các chế độ này. Thì em đặt tạm các cái xốp chống vỡ này lên đây. Con này về trong tình trạng là bãi. Giá rất tốt thôi, giá rất rẻ thôi các bác nhỉ. Các bác ôm đô, có 4 con ôm hết thì giá cực tốt luôn. Giá rẻ, tính ra cực kỳ rẻ luôn. NAX đây nhá, con này là không có công suất đâu. Nó chỉ có, không biết ông anh có gửi cho cục nguồn không đây. Cái loại này mà không có cục nguồn, nó mất nguồn nữa thì chán lắm. Đây, adapter in này. Không biết nó có nguồn không, nếu mà không có nguồn thì vỡ mồm rồi. Em đã tạo lên đây nhá. Đầu tiên là Mr. NAX, giá cực tốt cho các bác. Các bác liên hệ trực tiếp nhá. Đấy. Tiếp theo là con Yamaha 166 CX USB. Con này thì không phải hàng chính hãng đâu, con này là hàng Mazen China, nhưng mà loại 1 ngày xưa cao cấp lắm đấy, tiếng cực hay luôn. Có luôn cả effect nhá. 166 CX USB giá cực tốt luôn cho các bác. Em không báo giá công khai đâu, giới thiệu hàng thôi, còn các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nha. Bị mất 1-2 núm gạt, mất không biết là có cục nguồn đi theo không. Em tìm đây là chưa thấy cục nguồn đâu cả, hay là cục nguồn là để trong cái bàn mixer kia, hộp mixer bên kia. Rồi lại qua đã, cái này coi như là xong rồi, xong một thùng rồi, để qua một bên đã. Tiếp theo là đến thùng thứ hai. Con này thì khủng luôn rồi, con này không biết là có nguồn đi theo không. Và em thấy đây nó sơ sài quá. Đấy. Báo cáo các bác là có hàng về nó như thế. Nên là các bác nào quan tâm cái gì thì có thể liên hệ trực tiếp. Xốp đây, xốp chống vỡ. Con này là hàng xịn nhá, con này là hàng chính hãng của Yamaha Mazda in Indonesia, chuẩn xịn nhá. Bên chủ hàng báo sao thì em nói vậy thôi. Đây nhá, chức năng hoạt động thì của nó là hoạt động bình thường. Về các bác vệ sinh thôi, hàng này gọi là hàng gần như thanh lý. Yamaha 166C đấy, đời đầu. Không có effect, không effect, các bác về chế effect giờ.
cắm vào mang số chế effect dài cho nó cũng được, tiếng rất là xịn luôn, tiếng hay luôn. Đây 166CX à, 166C à, không biết là cục nguồn để đâu ấy. Thì tạm thời cục này em cũng bây giờ để một chỗ đã, được chưa, bán thật đây, không có effect thì các bác lại đòi giá tốt cơ. À không, không có cục nguồn, nhưng con này hàng xịn nha, hàng chính hãng nha, giá nó cao hơn các con kia. Và tiếp theo đây, không biết là có nguồn đi theo đầy đủ không này. Anh ơi không có nguồn, à em ơi, con này của anh bị mất nguồn rồi thì vỡ mồm. Chết rồi, quả này vỡ mồm rồi. Các bác ạ, cục nguồn để đâu hết rồi hay là quên không gửi sao ấy. Đây là tài liệu hướng dẫn của cái gì đây, mấy con này khác vớ vẩn. Đây nhá, con này là Yamaha. Ui, hình như là cái gì nó dính vào đây, cái bụi bẩn cái gì vào đây này. Đây em phải xử lý này. Đây nhá, con này là Yamaha 166CX. 166CX. Con này là hàng Made in China thôi, không phải hàng Made in Indonesia. Nói chung chức năng hoạt động bình thường. Một cái là các bác nào thích rẻ, mất một cần fader này, mất một cần gạt, tình trạng xấu như hình nhá. Đấy. Rồi, thế thôi. Được chưa? Đấy thì các bác nào quan tâm thì không biết là cùng nguồn có không, có thì sẽ review trong clip lần sau. Đấy. Ok các bác nhá, chứ còn nếu mà mất nguồn thì lại giá tốt nữa. Mà thôi giá thế rồi thì em đã đọc giá đâu mà giá tốt nữa. Thì tiếp theo nữa là đến JBN RX118. Con này thì sử dụng cụ bát 2043G, cụ bát rất danh tiếng. Có nội trợ là 4 ôm trên một cụ bát hàng xịn, hàng chính hãng, nhưng mà made in Mexico. Nhưng mà mấy cái hàng này thì nó có 3 đời của nó, là đời Mazen USA này, Mazen in Mexico và Mazen in China. Đấy. Ví dụ như là càng hàng đời mới, Mazen China thì độ đẹp của nó rất là cao bởi hàng đời mới thôi. Đấy. Còn các đời như là đời USA thì là đời đời trước, ngày xưa, đời cổ. Mazen Mexico, ủa con này màng, màng các bác nhìn xem này, màu nó thâm tít vào này, không biết nó như nào không. Đây các bác xem này, màng của nó, màng của nó màu rất là kinh điển luôn. Đây nha, về không biết đã sơn lại chưa. Tí nữa em sẽ mở ra nhá, thì báo hàng về là như thế đã. Tí em sẽ quay cho các bác xem Serino. Đây con thứ hai này. Thì báo cáo các bác hàng về nhá, còn muốn review chi tiết thì chờ em đăng clip sau. Đây là các bác xem nhá, hàng về này em cứ mạnh tay thế đấy. Bác bảo là phải dùng tay dỡ ra từng lớp một, lâu lắm. Đây con này cũng tình trạng tương tự vậy, lưỡi hình như là có vẻ sơn lại hay sao ấy, không biết đúng không, có vẻ là vết này, hình như sơn lại, ngửi thấy mùi sơn, có sao thì nói vậy nhá, em không giấu. Đấy. Con này thì đánh tiếng kịch lắm. Rồi bây giờ sẽ đặt ngược lại xem để cho các bác xem cái Made in đâu đó và có cái gì em sẽ quay luôn, nhưng còn mở ra là trong clip lần sau nhé. Đấy, báo cáo hàng về thôi. Cái này thì giá thị trường của nó đâu đó nó vào tầm 12 triệu hoặc là từ 11 triệu đến 12 triệu một chiếc. Con này thì Mazen Mexico có model của nó là 25446 về nguyên bộ nhá, được chưa. New trick đây, new trick AB, hai cửa new trick, một rắc sóng đi input CB17 này. Đấy. Và trước bên cạnh đây em quay luôn, em không thích làm nhàng đâu, có sao là quay vậy cho nó yên tâm. Con này là CBR Mazen Mexico này, được chưa, Mazen Mexico và mã của nó là 25494. Đấy các bác có số rồi nha, thích con nào thì gọi con ý. Các bác thích series con nào 25494 này hoặc con này là 25446, nó lệch nhau 40 mấy chiếc, nhưng mà về trong cái tình trạng là xấu như hình, được chưa, em không nói đẹp, hàng đẹp anh em cửa trên mua hết rồi, em toàn hàng xấu thôi. Các bác chơi combo cả đẩy cả noa thì giảm cho các bác chút giá nhé. Đấy. Các bác mà chơi con đẩy này mà đánh hai chiếc súp này thì phải hết chất luôn, không có gì để mà kêu, được chưa. Đấy. Ok thì
báo cáo với các bác này tình trạng như này. Nếu các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhá. Em sẽ review trong clip lần sau. Xin kính chào toàn thể các bác.